VPBank, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Sữa tươi Vinamilk Queen Farm được đầu bếp top 1% thế giới chấm giải tuyệt đối về vị ngon. Tuyệt vời, dễ đâu có một người làm em ngất ngây bao cuộc chơi. Ai cũng có khoảng trời, chỉ người kia mới biết trong khoảng không bóng tối nơi tình yêu lên ngôi. Nhiều điều trước mắt đều dối trá nên thật với tâm hồn mình. Lỡ như có ai ngoài kia dõi nhìn theo, chạm nhẹ ánh mắt, dựa vai nhau, dựa vào giữa đôi cánh tay, rồi khi bờ môi kia khẽ chạm vào. Oh!
bốc lửa đây. Yeah. Thank you dancers. Yeah. Wow. Trời ơi. Thiệt là sexy. Hoàng Hải ơi, tôi thấy anh đang hư dần. Lần trước thì anh thành trap boy, lần này thì ai bịt bắt anh lại. Anh phải trói em lại. Anh phải trói em lại. Trời ơi, sao anh dạo này anh hay bị xiềng xích, anh hay bị trói buộc rồi. Sao vậy anh? Sao anh bị cái gì vậy? Đây là hoàn cảnh xô đẩy, mình phải chấp nhận thôi. Mình sao mình cưỡng em lại được. Em cứ thấy anh cứ biết làm sao, anh dễ bị dụ quá, anh hư dần đấy anh Hải ạ. Thế à? Thực ra hư là bản chất anh ạ. Nghe đây là bản năng gốc của mình. Năng gốc của mình. Còn trước cái liên minh của mình ấy bị thua, bước vào cái vòng đấu này mình cũng phải chơi tất tay tới bến luôn để mà bảo vệ cho cái liên minh của mình được an toàn. Hôm nay chúng ta cũng thấy là Hoàng Hải của chúng ta đã bắt đầu dấn thân vào con đường nhảy múa rồi. Không biết là anh có làm khó biên đạo không ạ? À? Có. Có không? Có. Thấy có. Thực ra là em bị làm khó đấy chị ơi. Em nói thật với chị là em chỉ có khoảng hơn 24 tiếng để ôi tập ôi giỏi thế. Mục này cả hát cả nhảy. Em nhảy tuy ít nhưng mà nó chất. Anh nhảy nhiều lắm cơ, bịt mắt đứng giữa luôn đây, để trói lại đây, nhảy đây, nhiều đây. Lắm cơ. Đây, mấy cái động tác diễn này ngồi, nó ngồi à, khó phải không? Popping đấy. Lúc ngồi Thành ơi, lúc ngồi cái đoạn mà xuyên đấy. Đó đó. Đó. Em nhảy nhiều quá cơ. Nhảy lắm ấy, nhiều lắm ấy. Nhiều lắm luôn ấy, bằng bịt mắt thế này để cứ trói lại đấy đấy. Nhảy. Dũng ơi, cái đấy em làm được không hả Dũng? Có nha, cái này. Trong một phút toàn. Một phút đúng không? Ôi, đấy đấy đấy, đấy. Em không phải. Không em ơi, cái đấy bị điện giật em ơi. Không phải như Thành, lúc đấy chị thấy Hải quờ quạ thôi. Đúng rồi. Thế này thôi, có gì đâu, có đặc sắc gì đâu. Có đặc sắc gì đâu. Thành Lam ơi, nhầm rồi. Tim mình. Lấy bông lên đây. Chị tôi sau chị, khi rời xa phải. Thành Lam bị quên đội. Chị bị rời xa đội mình cái là chị quên. Tưởng là đối thủ. Sorry. Động tác rõ khó chị nhở? Khó lắm ấy. Không phải ai cũng nhảy được. Cái động tác đấy nếu mà là chị nha, một tháng của quạng thôi. Thế này thôi, có gì đâu, có đặc sắc gì đâu. Thế à? Em ơi, Lam ơi, không nghĩ là chị sờ mặt nhanh như thế luôn ấy. Thề luôn ấy. À, giết nhầm hơn bỏ sót rồi. Lâm Bảo Ngọc hôm nay hát rất hay luôn. Hát hay đúng không? Cực hay. Nốt cao. Cô ơi, cô đừng đuổi con ra khỏi Hải. Hải cũng cực hay luôn. Cực hay luôn. Đều hay hết. Hay chị nhờ. Ở Janus, em là một cái người rất là nhiều concept, ý tưởng. Rồi em thấy ý tưởng cho bài vừa rồi như thế nào em trai? Riêng em thích cái phần rap của Ngọc á. Em thấy là anh xem làm em rồi đấy. Tại sao lại cứ phải làm mình làm mày? Đừng trách bản thân mình, tại sao cứ dám bắt vào thân hình. Em biết là lỗi em đẹp, anh chưa thể giữ được em mình. Đúng. Không, đúng phần không? Đó ấn tượng. Phần đó rất ấn tượng nha. Giới thiệu với em, cái phần rap đấy là Ngọc tự viết. Wow. Và có sự gọi là âm mưu của anh. Ngọc muốn tự mình viết, cũng muốn thử thách bản thân mình. Mình có làm được không? Mình có thực sự xứng đáng với lại Gen Z không? Bởi vì bây giờ các bạn Gen Z rất là giỏi. Nếu mà mình không làm được thì mình thực sự là nên bị loại trong chương trình này chứ không phải là những người khác. Quý vị và các bạn thân mến, nếu yêu thích tiết mục vừa rồi của Hoàng Hải và Lam Ngọc, bấm số mấy hả? 1. Số 1, bình chọn ngay lập tức, xin mời. Hello mọi người. Mình đi kiểm tra có ai sống thật lòng mình. Số 1 nha mọi người. Và bây giờ là phần bình chọn cá nhân. Số 1 cho Lam Bảo Ngọc, số 2 cho Hoàng Hải. Và yêu thích cả hai người thì bấm 1, 2 luôn ạ. Mời bình chọn. Bấm liền luôn. Yeah. Rồi
Rồi, một tràng pháo tay cho Lâm và Ngọc và Hoàng Thái Duy. Thẻ VPBank, lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ.